Hello chào anh em nhé. Giờ chúng ta đã có vướng một cuộc chiến giữa hai người. Violin. Crash, tiếp hiểu. Chào anh Ngô. Đang lo cho thằng chư hầu quá. Thằng này nó cái thứ hai nên nó chỉ có một chư hầu thôi, à nó chỉ có một quân đoàn thôi. Gia tộc của nó thì hiện tại là hết nghèo rồi, ngày trước đang là very full, bây giờ là full rồi, chứng tỏ là đang giàu lên rồi. Ôi trời.
Thành này chắc nó không công nổi đâu. 600 quân trong này. Trên này không. Chiang Jing là ai công nhỉ? À, Tessori. Bọn này chẳng lẽ nó lại tập hợp được một đội quân đông đảo. Thế thì bố mới công ở đây. À, thế thì bố mới công ở đây. Công nữa không? Phí gọi quân đội sẽ giảm 20%, khá ngon. Tăng sĩ khí phòng thủ. Khi phòng thủ và hoặc là khi vây thành. Đây đi. Chúng ta cần gọi quân ít tốn hơn. Tôi nghĩ rằng bọn Nhật đang trên đường tới đây. Điều đó thì cũng phải đại chiến với bọn nó một phát này. Hòa bình à? No. Chưa muốn. Trong quần láo nhỉ, 400 quân mà dám vào. Mày thích clip đến bao giờ thì anh clip hỏi nhiều, khá gần nhau.
chứ chiến thật classic thì thôi. Bốn nữ hoàng cũng căng đấy. Tiết kiệm quân rồi. Ừ, mẹ ngựa của nó mẹ này, dính tên như nhím luôn. Giết. Mẹ 120 không chết. Đại thắng. Mình với con 700 quân trước có 36.
Thế đó, tuyển không hết đâu. Thậm chí quân đội còn nhiều hơn một chút nữa, đúng không? Quân đội phải nhiều hơn một chút, còn tinh nhuệ hơn một chút. Tôi rất lo ngại nữ hoàng đánh Wushu. Nhưng mà nữ hoàng đánh Wushu, đúng rồi, nữ hoàng đánh Wushu rồi. Chấp nhận. Nó không làm được. An Giang chắc chắn không thể nào công được. An Giang khó được công. Tiếp tục đi Nam Mạc này. Tiếp tục đi Nam Mạc này. Lần này quân sẽ tinh nhuệ hơn lần trước.
Giờ chắc chỉ còn mỗi đạo này thôi. Đâu đương nhiên nó 800 mình 700. Chưa kể đây là đạo chủ lực của nó. Nói thôi. Mình vẫn còn khoảng 600 quân. Chưa kể trận này nếu mà đánh xong bắt được tù binh với cả lính nữa thì cũng sẽ hồi được cái con số khoảng hơn 600 tầm đấy, là cũng vẫn đủ được công thành. Cộng thêm mà lính được luyện cấp nữa, lính sẽ xịn hơn. Boostful chắc cứ cho mất đi, sau chiếm lại sau. Hồi đâu mà còn về thủ thành nữa. Thế thì còn lấy đâu ra quân để đánh tiếp. Đã đánh công là phải công dứt điểm đi, còn thủ nữa cái gì. Lấy lính đâu ra mà thủ. Này chắc là bọn Nhật đã hết sạch quân rồi. Bắt được cả Hanzo này. Chop này, được trăm chop này, không tưởng không? Cứ lấy hết chop xong rồi nhét sang cho bọn chư hầu. Vấn đề nó còn là câu chuyện đấy nữa. Được chăm chóp nữa đây. Nói chuyện bọn này xem bớt quân sao cho nó. Chúng ta còn bao nhiêu quân? Tính cả số đánh thuê này mình còn nhiều quân hơn. Mình còn nhiều quân hơn lúc ấy. Chúng ta còn hồi được nhiều quân hơn. Sera tuyệt chiêu.
Rip tù binh làm cái vẻ gì? Tù binh làm gì? Lấy nhiều tù binh quá, có tỷ lệ bọn nó chạy trốn, mới tức là có tỷ lệ mấy thằng tướng binh bắt được nó chạy trốn mất. Lấy làm gì nhiều? Chiếm xong thành này đã thì mới cầu hòa rồi. Chấp nhận dùng tiền để cầu hòa thôi. Không phải không cho hòa mà đang công thành này nhưng không được hòa sao ấy. Đánh xong thành này là hòa được, hy vọng là vẫn kịp để hòa để cứu Kusku. Husfu chưa mất đâu. Kunosaki.
Trời, thân thiết của mình với Sanada Clan thêm 11. Cứu bọn nó trong gang tấc. Nghỉ ngơi thì đã. Bắt 16 tướng Nhật luôn. Cống nạp cho hai thằng này tốn kém quá. À, quên tắt xây dựng ở đây đã. Oh, sao tuyệt vời. Oh, sao tuyệt vời. Tuyệt con mẹ nó vời. Về đây mua thêm lương. Sau đó chúng ta sẽ xuống chiếm cái caster này cho thằng Husfu, cái caster đó, nó để nó giàu lên một chút. Và cũng là để dằn mặt bọn Ả Rập. Bọn Nhật Bản này bị bắt 16 tướng, tôi nghĩ nó không chưa thể tập hợp quân được đâu. Thành này 98. Tôi nghĩ là nó chưa có quân đâu. Để chúng ta mua ít lương thực đi. Ra hút phù để mua. Kunosaki. Nhớ thì đi được.
Từ từ. Tĩnh. Mẹ đang cống nạp nhiều quá. Thằng chư hầu của mình sợ nó không ngóc đầu lên được. Phu, phu là nó cũng không nghèo lắm đâu. À, nó ở đây đúng không? Không. Tôi đang muốn về Husfu. Chó này cần mẹ mày. Thằng này đâu mà đi xa thế? Đây nữa. Chết con ạ. Nhốt nó vào Kurosaki tiếp. Giết. Nhật Bản này.
không thể chết chết được mấy nhỉ. Nhận hết quân rồi. Bây giờ vấn đề là thiếu điểm ảnh hưởng. Người ta ảnh hưởng mình kiếm cũng nhiều nhưng mà mình cứ dùng để mình cầu hòa. Không cầu không được. Quá nhiều. Ô, ai công thành rồi đấy. Cứu hoàng à? Bây giờ đánh tiếp thì cũng được nhưng mà đánh tiếp thì hơi xa. Thì chúng ta sẽ đổi hướng sang bọn Ả Rập. Người đánh tiếp thì sẽ cận khá là xa. Ồ, không công được à? Không được thì mình công. Tưởng thế nào. Ả Rập 191/2000. Thấy bảo sợ rằng cái quét này xong là tất cả bọn nó tuyên chiến với mình. Không biết thế nào. Chúng ta tận diệt cái pháo đài này. Usfu vẫn chưa thấy bị công. Xuân Long. Usfu bị công rồi. Có về cứu được không? Kịp không? Không cầm được nữa. Xuân Long láo nhỉ. Giang Sinh bị công rồi. Rồi xong. Chúng ta có quét làm yếu em khai rồi. Giang Sinh ở xa quá. Tốc độ 2.3, thằng bị bắt là cái chắc. À, đéo bị bắt. Cày quá nhỉ.
chấp nhận cống tiền cho Aserai đã. Xong rồi tiến đánh Xuân Long. Nhật Bản vẫn còn 400 quân, mặc dù bị bắt 18 tướng rồi. Kurosaki bị công lại. Chiếm lại Shanxi. Cho nó Kunosaki đi. Diệt thằng Xuân Long, nó cống cho mình 1.800 tiền một ngày. Cái quan trọng không phải 1.800 tiền đấy, mà là quan trọng là thằng chư hầu nó cũng sẽ được hưởng. Thằng chư hầu được hưởng thì nó sẽ đỡ bị yếu hơn. Trước mắt là thế. Công xong Kunosaki. À, nó công được Kunosaki à? Chưa đúng không? Nó chưa lấy được Kunosaki đúng không? Hình như chưa lấy được đâu. Mà nó cầu hòa luôn rồi.
nạp nhiều quá, chư hầu nó yếu, không có tiền phát triển. Chiều nó có đủ điểm đâu mà tiền. Chết 198. Chop. Shu, gì ở đây? Cracker full down. Handing 79. Ngon. À, mẹ mẹ. Trường đao à? Được đấy nha. Phú lý nha. Ba mươi tám lính. Thế chóp được nhanh. Mình lấy lính Trung Nhật đi. Trung Nhật dung hợp trở thành đạo quân mà mày khét tiếng phương Bắc. Sau dung hợp cả quân Mông Cổ nữa. Đạo quân dung hợp của ba đất nước siêu mạnh.
Rồi xong. Ở góc này đúng góc lá anh em ạ. Chết mẹ, đứng góc này đã biết đi đâu. Chết mẹ. Lỗi map rồi. Thôi tao bảo lại mà. Ồ, may quá thoát ra vào lại thì không làm sao. Rồi, phi lại về đấy. Phi nhanh. Cứ tập hợp gia binh của mình, được chưa ấy. Mình cống nạp nhiều quá. Cống nạp gần 100k cho cái Mông Cổ. Chắc chắc phát này hòa với Xuân Long đi. Anh mã hòa phải trả tiền cho nó, trả cái đầu bùi. Thì đánh tiếp. Mẹ cứ tốn tiền dùng cái này để chi trả. Kunosaki vẫn chưa mất.
Từ tiến về sang sinh sẽ còn bị lag. Mà cần chiếm toàn bộ Trung Quốc đã. Đi bình thường này hình như là không bị làm sao. Đánh chiếm lên cái pháo đài này được không? Pháo đài không đi được đấy được. Pháo đài này được, thế thì chúng ta sẽ tập hợp quân. Đó, thế rồi. 900 quân. Hideyoshi là chủ cái len, thử tha hóa nó xem. Không tin tưởng mình. Crit. Quan trọng có đủ tiền không? Ôi, 80.000 theo mình luôn này. Hideyoshi. Ngon. Ai then là cháu gái mình. Chúng ta có một mãnh tướng nữa là Hideyoshi tham gia clan. Clan tier 4. Thế thì tôi sẽ cho Hideyoshi sau mình sẽ là mình chắc chỉ lấy Anjang, Kunosaki và Okdo thôi, ba thành này nhỉ, còn lại cho hết, bởi vì ba thành này nó gần nhau chứ còn đi ra đây nó xa lắm, nó phải đi vòng ra đây mới tới vào được đây. Thế thì mình sẽ cho nó
một cái thành Nhật đi. Mình cũng không cần nắm nhiều quá, mình tầm 3 thành là đẹp rồi. Cho sang sinh. Có khả năng nổi loạn này. Vào trong này nghỉ ngơi tí. Đấy, đỡ rồi đấy. Chắc là cho thằng đấy cái thành trong này thôi, trong này mình không vào. Thành trong này đi xa bà mẹ, mãi mới tới. Mai có đi không? Tùy tùy tình hình. Chắc là có. Sao? Bíp hay không hỏi đéo ấy. Em bíp lúc nào thì tự khắc nó sẽ có. Hỏi. Bởi anh không biết việc của anh 800 quân. Mày vào đây. À vào luôn à? Bảo vào phát vào luôn à? Ok bạn. Vẫn còn 800 quân. À sa mạc à? Lâu lắm đây đánh sa mạc. Cồn cát à? À, hay quá, vị trí cồn cát này hơi đẹp đấy. Đào nhìn mượt phết này.
Trong game có hai đứa rồi gì nữa. Hai đứa trẻ con này. Anh mua cho một phe chung. Hên xui lắm. Có phải lúc nào cũng bắt được chứa của nó. Cái này hơi tiếc ở bản 1.7.0 này chúng ta không đặt được cờ của chư hầu. Chứ tôi nhớ bản 1.1.1.7.1 hay là .2 là bận là đổi được cờ chư hầu đó. Đổi được cờ chư hầu đẹp. Ngon. Nhưng mà mấy cái bản mốt này nó đã không ổn định cho những trong những môi trường này. Gắn đấy anh em ạ. Giết rồi đi. Kẹt ấy. Nhớ bằng được thanh đao kiểu mình. Đéo gì mà có nghĩ ra thế mọi người mà. Hiện tại tôi làm nghề này đến 70 tuổi ấy. Loa. Cái đao này đúng là như con cặc ấy. Thử cái này thôi. Hai mươi mốt tướng bị bắt. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
để cho quân hồi bị thương hòm hòm nhỉ. Mình cũng chả vội vàng gì. Công đi. Rạng sáng. À, cái này nhìn có vẻ mà ổn áp ấy nhỉ. Kênh top top của anh làm mấy cái vlog trên server đi. Các bạn làm vlog khó vãi lìn. Ok. Cái đoạn lồng tiếng mà mẹ như gái ngủ ấy. Sao nó không được như lúc mình đang livestream. Rát thế. Nhân đoạn nào cho thằng Husfu nó mạnh lên đấy. Cũng muốn lắm nhưng mà cứ hết lần thằng này thằng kia nó tuyên chiến. Ở đâu đây con chó. À! What the fuck? Rát thật. Cứ đang đánh nhau rồi cái gì rồi hết thằng này đến thằng kia mẹ nó đến. Nó phá rối.
Chiếm xong Dông Ninh rồi tính tiếp nha. Dông Ninh bao nhiêu quân? 600 quân rồi. Cho Hideyoshi rồi chúng ta hòa với Xuân Long đẹp. Tôi phải cắt hết mấy cái viện trợ cống nạp cho bọn kia, không bọn chư hầu nó sẽ yếu lắm, nó sẽ không có tiền trang trải cuộc sống. Cắt hết, bớt hết đi. Đầu tiên là thằng Mông Cổ đấy, sau này là mình tính sổ đến thằng Mông Cổ, mình cống nạp cho thằng Mông Cổ nhiều quá rồi, gần 200k rồi. Con chó này cũng phải bỏ hết. Club AT. Có thằng Hiroshi cái là mạnh hơn hẳn. Hiroshi là cứ lên cấp 4. Thế là cho mình được 3 đạo. Tối đa là 3 đạo. Mình cho nó thằng Hiroshi quản lý cái thằng này. Tí ba người lực nằm căng phần 2 à? Không, chưa có. Không biết bao giờ có. Tha hóa, mẹ bắt hết tướng của nó rồi, biết tha hóa thằng nào. Cũng được. Cho thằng Trung Quốc quản lý thằng Trung Quốc, thằng Nhật quản lý thằng Nhật. Thôi đéo, quản lý chéo đi. Nhật quản lý Trung Quốc, Trung Quốc quản lý Nhật. À,
Cống nạp nhiều quá. Mà không có lực lượng thì anh thuê nòng cốt thì đúng là khó mà có thể tồn tại được. Mấy chỗ này nó xa, mình quản lý ba thành thôi là vừa. Cộng cho mình 1.000 tiền. Chấp nhận này. Đó, cho quân cho quân hồi hiếc các thứ đã. Thành này cho Hideyoshi quản lý chéo. Mông trùng còn vừa xong thằng mông trùng đấy. Thiềng thế nhỉ. Đi Yoshi đi. Cũng tốt, đỡ được một khoản cống nạp. Tốt. Ba đi thuê rồi. Chưa đủ điểm luôn, dùng điểm ảnh hưởng liên tục. Không có thời gian mà. Ấy luôn.
Chuyển từ An Giang. Chúng ta đã chiếm Ốc Đô, chúng ta sẽ là nắm An Giang của Trung Quốc, Gunosaki của Nhật Bản, Ốc Đô của Mông Cổ. Đảng quân chúng ta đã dung hợp với ba nước đấy. Cứ đi ba thành đấy lấy quân thôi. Hai thằng này cống tiền thì cũng hầm hòm, thằng này cống 53.000 rồi. Tí cắt của bọn này đi, cắt nữ hoàng đi là đẹp. Rất là dám đánh An Giang luôn. Xin luôn quân đội nữ nữa. Bao nhiêu quân? 800 quân. Cái này trên Steam là 8 lốp. Mình thấy thủ ngon. Nó lại hết nước chấm.
Chiến thuật cơ bản và đơn giản. Mẹ bọn này xác định là lắm ngựa lắm đấy. Liên quân mẹ châu Á, liên minh châu Á. Mấy thằng Nhật nó không có thành thì tha hóa còn rẻ, mấy thằng này thằng nào có thành khó đấy. Chưa bao giờ châu Á đoàn kết như thế này. Không cho bọn cùng được áp sát mình. Giết đi. Khá nhỉ. Mà toàn thấy cung luôn. À! Mẹ một phát trúng họng luôn ạ. Khá nhỉ. Vậy kết cục vẫn vậy thôi.
Kết cục nó vẫn sẽ vậy thôi. Mà nó bắn rùa nhỉ, phát trúng họng chết luôn ạ. À, quẳng luôn ạ, bị thương. Nó chết không được. Giữ mấy thằng xịn thôi, chứ còn mấy thằng cùi cùi dưới cấp này thì nếu cần phải giữ đâu, cho nó chật thôi. Phu bị công, chắc là quân của ấy rồi. Một đứa tướng của mình bị bắt rồi. Fuck. Cái nhỉ. Alabagai chuộc em dâu. Với 800 quân thì không sợ cái gì cả. Úi giời, 300 quân mà nó dám công thành này à? Bắt nó, bắt lẻ, bắt nó, đúng rồi. Chết. Biết rồi, bị bắt rồi, thầy rồi. Nhưng mà tôi vượt chuộc đi rồi. Rồi, trận này thì đánh tự do. Cái này còn xiết được à? Bắt sạch với nhau rồi, tôi bao giờ thả đâu.
bắt mỗi Mông Cổ phải cống nạp mình. Thằng Mông Cổ xong rồi đến thằng Nữ Hoàng, bọn nó phải trả giá cho cái mối nhục này. Chúng ta sẽ chop. Nhơn bắt được 13 tướng bên Mông Cổ rồi, chúng ta sẽ nhốt về ở cái thành An Giang này, cũng không bắt được đây. Em vợ ra trận được chưa? Alavagai ra trận đi em. Rồi tiền đánh ốc đồ. Chúng ta mang một ngàn quân tới, và một ngàn quân tới nói chuyện với Mông Trùng, đặt vấn đề. Liên quân ba nước. Thả Mông Trùng vào, đừng hòng. Đừng hòng. Nhốt bọn tướng Mông Cổ này vào. Mỗi ít lương. Chuyện về Mông Trùng. Lão nhá, mình vẫn nguyên ba thằng đến thuê chứ. Ồ, một thằng ao rồi. Kurosaki Hảo. Năm trăm quân à, mê xui à, nữ tướng à, chạy đâu đấy, bắt nó, chính xác. Thiên La Địa Võng. Thiên La Địa Võng. Mình là Thế Công. With me. Đội quân này chinh chiến ngàn trận. Hôm nay toàn ngựa thôi, thật ra cũng không đáng sợ đâu.
Nếu mà thế công, mình nhiều bộ binh thì cũng không sợ được. Ngựa chạy chậm, không biết nó bị thương không. Urosaki kiểu ít quân thủ mà nó đánh. Còn An Giang lại 600 quân thủ, có thằng nào dám vào đâu. Thành cấp 3 là 600 quân, thằng nào cũng rén. Đao vàng dùng như kiểu ui crash. What the fuck? What the fuck? Đặc sản này. Và crash những cái lúc ấy.
Không thì đồng bộ con mẹ mới đi. Cái đao có cái lưỡi ngắn quá. Không thể đồng bộ. Thôi, chơi thế thôi nhỉ? Hôm nay chơi thế rồi, đang mệt quá. Hôm sau chơi tiếp anh em, hôm sau đánh lại. Rồi hẹn anh em ở những buổi tiếp theo này, xem tay một nút subscribe cho đủ mình. Xin chào và gặp lại, bye bye.